Tại tỉnh Bắc Ninh, việc phát triển trang trại vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều chủ trang trại chưa tiếp cận được kênh vay tín chấp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn ít, sản xuất chưa thực sự bền vững, liên kết sản xuất, kinh doanh giữa trang trại và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm ở mức thấp. Hiện nay thì ngành nông nghiệp đã đang dự thảo rồi đã xin ý kiến các ban ngành trong tỉnh, các đơn vị liên quan để có những chính sách tốt hơn về trang trại. Ví dụ như là tích tụ dụng đất, ví dụ như là hỗ trợ cái đầu tư cái cơ sở hạ tầng trong trang trại. Bắc Ninh hiện có 223 trang trại, giá trị kinh tế từ trang trại chiếm 25% giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Hiện ngành nông nghiệp đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bổ sung thay thế chính sách nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các trang trại.